không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Ban gia của đại đường và thua ba, nhà Kim nhất định phải chết. Phò mã có chuyện nhất định bị kẻ gian hãm hại. Thiệt mau là kẻ công thành thân thoái. Người thua ba có phải hồ đồ, ngang ngực vô lý vậy không? Hồn lao! Cô đừng đã nhìn thấy Đặc Huyết Văn là ấn chương ngọc sải của các kha hãng chúng ta. Tin tức báo về cho biết, đội quân của Lộc Đông Tán sẽ vào hôm nay. Trở về thua ba, lộ trình không thay đổi. Xuất hành vào giờ Mùi, đi ngang An Nghiệp, Hà Nghiệp, Vĩnh Đạt, Đạo Đức, rồi sau đó sẽ rời khỏi Trường An bằng cửa Minh Đức. Hai bên có nhiều cửa tiệm, lề đường có nhiều sạp bán đồ, bá tánh tới lui tấp nập, thật là náo nhiệt. Lộc Đồng Tán chết trong khu của đại đường, cẩu hoàng đế khó trút trách nhiệm. Cho dù hắn có thông minh tuyệt đỉnh, lần này cũng không thể gỡ được chuyện này. Hơn nữa chủ nhân còn có Tam Công Chúa và Ngô Tứ Đức, hai lá bùa hộ thân ở trong tay, quyết không có sơ sót. Tại họ tự sa vào lưới, có thể dùng trong lúc cần thiết. Cả trời cũng đứng về phía Đặc Huyết chúng ta. Bẩm chủ nhân. Chuyện gì? Rõ ràng đã hẹn trong giờ ngọ, tại sao vẫn chưa xuất hiện? Công chúa với con tứ đã đi đâu rồi? Xin lỗi, có phải cô là Ngân Bệnh cô nương? Phải. Có người nhờ tôi giao lá thư này cho cô. Cảm ơn. Hứa Duy, ta ở Dương Châu có nghe được tin Kim Nha mưu phản bị án tử hình. Điều đó có đúng không? Năm sát sáu mạng, không ai được miễn. Ta đã hại chết Kim Gia. Cho dù người ở Trường An cũng vô dụng, cả công chúa cũng cứu không nổi. Nói chỉ là ngươi. Hãy nghe ta nói, đây là âm mưu của Đặc Huyết. Đặc Huyết âm mưu gì? Tại sao lại biết? Có mắc mớ gì tới nhà Kim chứ? Ta là người Đặc Huyết. Hứa Duy đừng có nói bậy. Bây giờ ta không thích nói chơi. Vì La đạo diễn là người Đặc Huyết, nên trong người ta cũng có dòng máu của Đặc Huyết. Không thể nào. Người nói láo, người gạt ta. Ngân Bình, hãy bình tĩnh. Ta hẹn cô tới đây là muốn nhờ cô chăm sóc cho cha mẹ ta. Ta xin đi bẩm báo với hoàng thượng. Coi bộ người đã hết cơ hội. Người là ai? Ta là người Đặc Huyết. Chủ nhân dĩ nhiên đoán không sai. Biết người thì là Đặc Huyết, nhưng không có lòng Đặc Huyết. Và ra lệnh nếu người trở về Trường An thì lập tức giết thẳng tay để chờ hậu quả. Yeah! Ngân Bình, cẩn thận. Ngân Bình, là đạo diễn, người muốn làm phản. Hữu Duy là con ta, xin nghĩ tình đồng liêu, tha cho nó một con đường sống. Không được, chuyện này liên hệ tới an nguy quốc gia. Ta lấy đầu để bảo đảm, nó sẽ không tiết lộ chuyện này. Chỉ cần người chết thì mới giữ được bí mật. Chủ nhân có lệnh, Đinh Hữu Duy nhất định phải chết. Dương Mạnh, năm xưa ta đã từng cứu người, người vẫn còn mang ơn của ta. Không sai, mạng của Dương Mạnh này là do người lượm về. Chỉ cần ta giết chết Đinh Hữu Duy, ta sẽ tự tử đền mạng. Ta sẽ không thể để cho con ta bị chết như vậy. Những tử sĩ thừa lệnh tới thố bà phá rối, rồi huynh đệ tử trận ở xa trường mấy mươi năm, cái đó không phải tính mạng à? Họ nên chết sao? Một câu thôi. Quốc gia quan trọng hay là tình thâm quan trọng? Hữu Duy, chạy mau đi. Ừ.
mẹ với con ta. Ta chọn con của ta. Cha, cha, cha không sao đâu. Cha. Hậu Duy, cuối cùng con cũng đã gọi ta bằng cha. Con ngoan của là đạo diễn. Cha. Cha. Tất Thúc Phan phải đi rồi. Chỉ một chuyến thôi đã lấy đi nhiều vật tư. Thật là linh đình. Xe nào cũng là vàng bạc thuốc bắp giải gấm chậu báu. Đại đường của mình thiệt có mặt mũi. Người không phải đã chết sao? Trâm là nhân trung chi long, đủ sức giết chết người thì đương nhiên đủ sức khiến hắn sống trở lại. Hoàng thượng anh minh, kết cục này dàn xếp rất hay. Thố bà chúng tôi có loại thuốc mê luyện từ phấn đổ quyền, chỉ cần hòa lẫn với rượu sẽ khiến bắp thịt co rút, hô hấp khó khăn, mạch tượng giảm yếu, đi vào trạng thái giả chết. Trâm bắt nhà kim giả chết để bắt hung thủ tưởng là gièm pha thất bại, rồi trâm gài bẫy dụ đáng xúc động, thì ra kẻ gian là Nhũ Văn Kiệt ngươi. Nhũ Văn Kiệt chỉ là tên giả của ta sau khi trà trộn vào đại đường. Tên thật của ta là Sứ La Sa Bạch, là ngũ hoàng tử của Đặc Khuyết lâu nay, cẩu quân của đại đường kia. Chết hoàng tử ta không sợ. Kha Hãn phụ vương ta mất một đứa con thì ngươi cũng mất một đứa con gái. Nếu như không muốn nói là hai đứa con gái để lót xác ta. Ngươi nói cái gì? Ta nói Chiêu Dương công chúa ái nữ của ngươi và Ngô Tứ Đức là con gái nuôi của ngươi nữa. Ngươi đã bắt đi họ? Họ đang ở đâu? Nói mau. Ngươi khai thật thà, có lẽ trộm khoan hồng giữ mạng cho ngươi. Hãy nói mau, Chiêu Dương và Ngô Tứ Đức ở đâu? Ta đã nhốt họ ở một nơi không ai tìm thấy được. Thiếu nước, thiếu lương thực, họ sẽ bị chó rừng ăn thịt, cốt nhục phân ly, chết không toàn thây. Ngươi không chịu chiêu cung, trẫm bắt ngươi phải chết không toàn thây. Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. À, đừng có phí sức. Ngôi chùa này ở chỗ đồng núi Quang Du đã bị bỏ hoang từ lâu, sẽ không ai tới đây. Vậy là chúng ta phải chết ở chỗ này.
Hôm nay là đầu thất của Tam thiếu gia. Để muội xuống dưới gặp hắn, cho khỏi cách biệt âm dương. Nếu như người thiệt bị chết mới là cách biệt âm dương thật sự. Thật ra Tam đệ vẫn chưa chết, rượu độc đó chỉ là thuốc mê. Công chúa nói thiệt hay là giả vậy? Là do ai nói với cô? Là chính miệng phụ hoàng đã nói với ta. Hoa rừng không phải là gì vô tình rớt xuống trần thổ làm xuân lì. Tất cả những gì trẫm làm chỉ là để nổ hoa tiết hoa. Chiêu dược nhà Kim đã uống không phải là rượu độc, là thuốc mê đặc chế của Thố Bà. Họ không bị chết được. Phụ hoàng, tại sao? Vì trẫm và Lộc Sư Tiên thấy là cái chuyện loạn đảng của người Diệp pha mưu đồ, sự phân tranh của hai nước, cho nên trẫm cùng quân thần đã gài bẫy để dụ rắn xúc động thừa cơ bắt họ. Bây giờ được trong tối, chúng ta ở sáng, trẫm không biết bên cạnh là ai soi làng, ai là ngọt bèo, cho nên mới giấu con để tránh làm hư chuyện. Chiêu dược, con có thể gặp lại phò mã trên đường hoàng hoa. Cho nên công chúa đã phối hợp với hoàng thượng cố tình nhục mạ Lục Đông Tán công khai, chỉ là đóng kịch cho người ta coi. Bây giờ nhà Kim thoát nạn, trái lại chúng ta bị dây ở đây, đâu có khác gì là cách biệt với âm dương. Công chúa với phò mã già tình thâm như biển, còn tôi với Tam thiếu gia yêu nhau là thật lòng. Tôi tin tưởng là ông trời sẽ không có tàn nhẫn chia rẽ chúng tôi như vậy. Ông trời đã cho Kim gia sống, tức là cũng đã thí cho chúng ta một con đường sống. Hữu Di, hãy suy nghĩ cho kỹ. Là đạo diễn hồi sống có nói với ngươi, người đặc khuyết có chỗ nào dùng để nhốt người? Như là nhà kính, mật thất, ngoại ô nhà lá, hay là hang động chẳng hạn? Không có, ta chỉ biết hoa viên của La Phủ có một ngôi nhà kính. Nhưng hoàng thượng đã phái người lục soát cả cái La Phủ với lại biệt diện của Nhũ Văn Kiệt, cũng kiếm không ra công chúa. Thật ra Nhũ Văn Kiệt đã nhốt họ ở chỗ nào? Ta thì là lo quá. Người không nước không lương thực, không có chống được 3 ngày. Hoàng thượng đã phái người đi kiếm nhưng vẫn biệt tâm biệt tích. Ghét nhất là cái đám người đặc khuyết, ta chết cũng không chịu nói ra con tứ ở đâu, vốn không có ai biết. Ta biết. Hả? Nội tổ. Nè nội tổ. Mẹ, sao mẹ trở về? Nội tổ. Nội tổ, bà biết cái gì? Bà biết công chúa với lại con tứ ở đâu hả? Ta đương nhiên biết. Lúc ta đi du ngoạn, quan sai tưởng là giặc cứ đòi bắt ta về, còn nói cái gì mà cả nhà Kim đều bị xử chém. Ai ngờ dọc đường lại nói điều tra cho minh bạch khỏi bị bắt nữa, trái lại còn hộ tống ta về. Chắc là phước lộc thọ ba người thấy buồn sai người tới bắt ta hả? Kiếm cớ kêu ta về chơi với là các cháu phải không hả? Tận cùng tối đen sẽ thấy trời quang, sao gian khổ quá thành mây khói. Làm người nên ăn bình lạc đạo, cần chi hâm mộ đại phú quý. Chỉ cần được ở chung với công chúa, đâu ngại là sương đêm nặng, ánh chiều hồng. Chuồng chuồng giấy của ta thả đã bị người lượm. Mỗi khi gặp thất ý trắc trở, là ta tự lấy mấy câu này tự nhắc nhở mình, cố dỗ cho bản thân. Thì ra bấy lâu nay, công chúa chính là cột trụ tinh thần của ta. Thì ra chúng ta đã có liên hệ mà không biết. Đó phải nói là duyên phận. Phải tu trăm kiếp mới chung đò, phải tu ngàn kiếp cùng chăn gối. Nương tử, nương tử phải cố gắng, đừng có bao giờ bỏ cuộc. Phò mã, ta cũng không muốn bỏ cuộc, nhưng mà chuyện đã tới nước này, hết đường để chọn lựa. Thank you.
Chiêu dương đã tận số, khiến phò mã phải bị đau mất thế. Xin lỗi phò mã, đành gửi tương tư cho chung chung. Nối tình phò mã ở kiếp sau. Phò mã, ta biết nương tử đang ở đâu. Ta biết nương tử đang ở đâu. Nương tử, nương tử, nương tử sao rồi? Nương tử thức dậy đi. Nương tử là ta đây. Nương tử, nương tử là ta. Ta đến cứu nương tử. Phò mã, rốt cuộc chàng đã tới. Ừ. Phò mã tới thiệt tốt. Thiếp nhớ phò mã quá. Công chúa, là cô đang nằm mơ. Ta biết người sẽ tới cứu chúng tôi. Công chúa, tỉnh lại đi. Chỉ là chim bao thôi. Phò mã. Công chúa. Năm nào vào tháng 9, ta cũng nhìn thấy nhiều chuồng chuồng giấy ở đây. Nhưng mà bây giờ đã không có một con nào. Đã là ngày thứ ba. Chiêu dương thật ra ở đâu? Nương tử từng hứa cho ta, hẹn gặp nhau trên đường Hoàng Hoa, ý nhũ đạo thượng tiếu sưng phong. Nương tử đã thốt ra lời này thì không thể không giữ lời. Chiêu dương, không được. Không được. Ba mẫu, bà không sao chứ? Anh ta lên núi hái thuốc, sợ ý bị trật chân, đi hết nổi rồi. Nhà của bà ở đâu? Qua hai ngọn đồi là tới, nghỉ một chút là đi được. Nhưng còn nghỉ tiếp tục thì mặt trời xuống núi, trời tối đường khó đi. Hay là vậy, ta cõng bà về. Thật à? Vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Ây da, đừng có khách sáo. Lần cận đây thường ngày ít người, gặp được cậu thiệt là may mắn lắm. Sao rồi, có mệt hay không hả? Có cần nghỉ không? Không cần. Đi qua đồi Sơn Dương này, đi nữa là Ngũ Lý Ba, và đi thêm nửa canh giờ là tới. Cậu trẻ, cậu thiệt là tốt bụng, sẽ có quả báo tốt. Hả? Là chuồng chuồng giấy. Ba mẫu à, tôi phải thả bà xuống. Chuột giấy của Chiêu Dương. Nhất định là của Chiêu Dương thả.
Nếu hôm nay gió thổi Tây Bắc thì chuồn chuồn giấy phải từ hướng Tây Bắc thổi tới chúng ta. Nhưng mà nếu thổi gió Đông Nam thì nên kiếm từ hướng Đông Nam, vậy thì phương hướng sẽ bị lộn hết. Hàng năm ngày 8 tháng 9 Chiêu Dương đều thả chuồn chuồn giấy ở Thất Trùng Tháp, ta lượm được ở Thanh Phong Ao thì đó là gió Đông Nam, nhất định không sai. Nhưng hôm nay không phải là 8, huống chi lỡ như thổi gió vô định hướng, vậy phải tính sao? Đầu mối duy nhất của chúng ta chỉ có vài mảnh giấy này. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tỉnh, vô trì tướng, vô cố vô túc tướng. Hồi đức hồi liền, không biết là ngụ ý gì. Trị cố không trung, vô sắc vô thụ. Vô thụ thử thành thức, vô nhạc nhị tỷ thiệt thần ý, vô sắc thành hương vị xuất phát. Lão tổ, sao mà biết tụng kinh này? Mà đang đọc cái gì? Đại Minh Tấu Kinh, đã kêu các người phải đọc kinh sách, lười biếng quá. Đó là kinh văn. Vậy có nghĩa là Chiêu Dương bị họ nhốt trong chùa chiền. Biết là kinh sách gì cũng vô dụng. Chùa chiền nào cũng có thể có, Đại Tấn Kinh cuốn nào cũng như nhau. Không, cái này không có như nhau. Các người hãy coi, giấy vừa vàng vừa dơ, trên đó còn có lỗ lủng nữa. Có thể là sâu đục, có thể là chuột cắn. Vậy là ý gì? Không sai, chùa chiền đều có kinh sách, nhưng phần lớn được bảo tồn rất tốt, không thể bị rách như vậy. Nói khác đi, kinh sách này đã không có ai chỉnh lý. Vậy nghĩa là bị chuột cắn hay sâu đục cũng không có ai biết. Nghĩa là chùa chiền đã không ai tới và quản lý. Nói như vậy, chùa chiền này là đã bỏ hoang. Pháp Hoa Tự ở Thạch Lưu Sơn, sau khi xây chùa mới thì đã bị bỏ hoang. Rất có thể họ bị nhốt ở đó. Ta đã nói ta biết. Nương tử, công chúa đã tỉnh lại. Chuyện này là may quá. May quá. Ta đang nằm mơ. Không phải là nằm mơ, mà là thật đó. Công chúa đã không sao, hết chuyện rồi. Tỉnh lại rồi. Còn tớ cũng tỉnh kìa. Đã không sao. Tứ ạ, tỉnh rồi. Tứ ạ, tỉnh lại rồi. Nào, ta là Đa Thọ. Chắc chỉ là ảo tưởng thôi. Không phải là ảo tưởng, ta là Đa Thọ nữa. Cô hãy sờ đi, không phải là ảo tưởng. Phải ha, thiệt ấm, thiệt mềm, bánh bao thọ, nóng hổi đó. Thức rồi hả? Phò mã toàn là nhờ chuồn chuồn dẫn đường, ta mới có thể kiếm được nương tử. Lúc ta thả, không ngờ phò mã lại bắt gặp. Chuyện đời là như vậy, vốn không có thể tưởng tượng được. Như là hôm xưa Kim Đa Lộc chưa hề nghĩ tới sẽ thành thân với công chúa và được làm phò mã. Càng không ngờ 3 năm nay chuồn chuồn giấy của ta lượm được đều là do nương tử thả. Càng không ngờ chúng ta quyết không có xa nhau, và càng không ngờ sẽ có một ngày mất đi nương tử. Nương tử có biết không, khi Vũ Văn Kiệt nói là người bị mất nước, lương tri sẽ bị thê thảm, ta cảm thấy thiệt là đau lòng. Thì biết,
Thiếp chính mắt thấy phò mã bị độc phát mà chết. Ở trong thiền phòng, thiếp tưởng mình cũng sẽ chết theo. Thiếp tưởng đời này sẽ không gặp phò mã nữa. Nói tới mất, thiếp đã mất chàng hai lần. Phò mã cười cái gì? Mỗi lần ta đấu với nương tử, ta nhất định bị thua. Ta còn nhớ từng bị dây ở trà lâu, ta dùng thất xuất bỏ nương tử, nương tử lại dùng tâm bất khứ không đi, rồi cuối cùng cũng bị mất đi. Cũng không thể nói là mỗi người mỗi lần ngang tay. Mất đi chỉ yêu trong lòng, nỗi đau đó không phải người khác có thể hiểu được. Nếu còn có lần thứ ba, lần thứ tư bị mất, thiếp thà người gánh vác chính là thiếp, chứ không có cam lòng nhìn thấy chàng phải chịu nỗi đau này. Nè, đói bụng chưa? Cháo gạo tạp. Sai. Trong cháo đã bỏ thêm một phần ổ yến, một phần thịt nhuyễn, ba phần thành ý, bốn phần tình yêu, là cháo phò mã ngon hơn cháo gạo tạp. Trong cháo phò mã có bắp xay, lúa mạch, đậu phộng, đậu đỏ, đậu nành, đậu trắng. Và trong đó gạo tắm thì là 7 phần, gạo thơm 2 phần. Không dùng nước giếng mà phải dùng nước suối. Nấu chừng 3 lần, lần thứ 3 mới bỏ thịt ếch. Miếng nào miếng nấy lớn như ngón tay út. Ổ yến thêm với thịt ếch. Bây giờ ăn thử coi có ngon không. Ngon quá. Lần trước không có thể tới, lần này bù lại ha. Lúc đó chờ suốt mấy canh giờ, giống y như là một con khờ. Bánh thọ nóng hổi tới rồi, mời. Bánh thọ này, ta cố tình kêu Sầm lão bản làm thêm vào. Nhưng mà hai vị là khách quen, làm chút chuyện cũng không sao. Mời từ từ. Làm phiền là phiền. Thực ra lần trước đến đây, ta định là đến minh thệ với cô. Cô đã mua ngọc bối làm tín vật, nhưng mà không may đã bị người ta giật đi. Cho nên hôm nay ta hẹn cô tới là muốn làm luôn cái chuyện chưa xong. Tứ à, cô có bằng lòng làm nương tử của Kim Đa Thọ này hay không? Nếu như chịu lấy ta thì lấy bánh thọ này làm tín vật. Lần đầu tiên mới nghe nói lấy bánh thọ làm tín vật đính hôn. Cô ấy ngại. Ngồi tới đức này từ dưới quê lên, chỉ mong có được hai bữa cơm no. Bây giờ tôi có thể có cơm ăn, lại có người đáng tin cậy, tôi còn cầu mong gì nữa. Nhưng mà nói trở lại, tín vật đính hôn không phải là lãng mạn sao? Để có thể thường lấy ra coi, bánh thọ ăn vô sẽ mất tiêu. Tính vật minh thị quả thực không chỉ như là cái bánh. Cái khóa trường mạng này giống như cái mình đã thắng được lúc đi ăn bánh thọ. Kiểu giống như nhau, nhưng mà thì là tinh xảo hơn nhiều. Ta đã dùng dạng y, đích tài, đút xa, nói lên tình chân vĩnh viễn bất biến của ta đối với cô đó. Bánh thọ này quả nhiên có ý nghĩa sâu đậm. Phương thức này tuy là thật quê mùa, nhưng mà mùi thiệt thích ghê lắm. Ta đã thành hôn, ta đã thành hôn. Ta đã kiếm tới đại công tử của trại tơ lụa Đức Long cho con Sẫm Lạc Cường. Hắn thật là tướng tá đàng hoàng, ngọc thụ lâm phong khét tiếng, tài hoa tràn trề, thật nên gả đó. Nhị phu nhân, bà kêu ta tới đây là muốn coi mắt hả? Ừ. Ngươi với công chúa tình như tỷ muội, ta coi ngươi như là người nhà. Thấy ngươi với Hữu Duy không đếm xỉa nhau, ta rất khó chịu.
Ngươi căm thù người đặc quyết như vậy thì không thể thành thân với Hữu Duy. Ta biết biểu đệ vừa từ Dương Châu trở về, đã hẹn họ tới gặp ngươi. Việc giải trừ hôn ước hãy giao cho ta. Ôi, xém tới trễ một bước. Tưởng biểu thị tốt vậy đón mừng chúng tôi, thì ta là muốn chơi chúng tôi. Các người ngồi xuống nghe ta nói. Được, ta cho tỷ biết tức phụ tương lai của ta không coi mắt, nói với Hữu Duy quyết không xa nhau. Còn nói là bà con với nhau, rõ ràng là tối giật. Nhưng Hữu Duy dù sao cũng là người đặc quyết, đâu có thể nào thành thân được. Chỉ cần thương nhau sao người biết không được. Bạn không ngồi rồi hay uống nhầm rượu độc hư ốc? Người đặc quyết bẩm tánh hung tàn, háo dũng hung hăng, không lòng nhân từ, làm sao thành thân được? Hữu Duy không phải như vậy. Lớn lên ở trung thổ, có tình với cha mẹ, có nghĩa với bạn bè, biết yêu quân yêu quốc. Hắn không giống như người đặc quyết khác. Nè, đã nói Ngân Bình không có ngại Hữu Duy là người đặc quyết, có phải không? Phải. Là các người câu kết với nhau. Phải. Hữu Duy, mùi thật có thể quên được không ngại sao? Đại đường cũng có đạo tặc trộm cướp, đặc quyết cũng có người tốt, không thể nào quơ đũa cả nắm. Vậy là chịu thành thân với ta. Cảm ơn biểu cô. Ôi trời, khỏi cần cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Ngoan. Mỗi người một sợi, trăm con ngàn cái, sớm ngày sanh con. Răng lông tóc bạc ba năm sanh hai. Nè, đeo lên trăm con ngàn cái, ta sẽ sớm ngày bồng cháu. Phải sanh tiếp tục không ngừng, đinh tài dưỡng này 80 đứa cũng nuôi nổi mà. Ê, hồi tôi nhập môn sao lại không có? Tiểu Ngọc, đâu có thể thiếu phần con. Nhà mình không gì nhiều, chỉ có nhiều nhất là vàng bạc. Đẹp quá. Đợi tôi. Tam công chúa, phò mã già, nhị phu nhân và chào các vị. Tại tới sứ lệnh mình gửi. Hoàng thượng có lệnh sai vị thần tặng một món quà lễ chúc mừng cho ba cặp tân nhân. Chúc các vị y đẹp tình thâm, sang lòng tóc bạc trăm năm hạnh phúc. Tạo dân cảm tẩy đẹp của hoàng thượng là phiền tái sự lệnh chuyển lời. Mốc nhất mốc có được hôm nay toàn nhờ tập công chúa cử tiên, để ta tự thảo dân được làm thái sư lệnh đại đường. Ông đã sớm đoán ra Kim gia phải là gia thế hiển hách, đại phú đại quý. Còn nói nhà Kim chúng tôi có trời phù hộ, nhất định tai qua nạn khỏi. Ta dự đoán cái chức thái sư lệnh do ông đảm đang. Ta với công chúa đã hành lễ truyền nghĩa, bây giờ được hoàng thượng thi hôn, quả nhiên ứng nghiệm cái câu của người nói: Kim đa lộc nhất thê, Kim nhị thê, nhưng số trời đã định. Chỉ là không ngờ song thê cũng chỉ là cùng một người. Đúng là trúng. Nhưng mà còn một chuyện chưa có linh nghiệm. Người nói đa lộc phải có thứ thiếp thì mới có con cháu. Thôi, bị ngất xỉu. Hả? Không phải ta. Là công chúa. Công chúa. Còn thấy chỗ nào không khỏe, hãy kiếm mặt đây phu mau. Không cần, ta không sao. Không được, đụng tới phụng thể chúng tôi gánh giác không nổi. Phải. Công chúa, thấy chỗ nào không khỏe? Bắt đầu hồi sáng này thì thấy bị nôn mửa. Nhưng chuyện này chỉ là bình thường. Hả? Có thiệt không? Nôn mửa cũng thường. Con à, bộ con... Dạ phải mẹ. Hay quá. Dự toán tại các người không có chịu tin thôi. Tới giờ nó nói tinh thần nhà Kim. Đúng. Tinh thần nhà Kim, người lớn quan hỷ, sanh con sanh cái nhiều hơn người, con cháu phước ơn, sống những ngày vui vẻ. Yeah. Thời gian trôi qua mau, tiếng trống tiếng kẽn thật hòa nhau, vui vẻ được nặng vàng không bằng tình thâm hậu hãn.
Nhà rộng sân thiệt lớn, không rộng bằng lòng ta. Dù trời cao đất rộng, không rộng bằng lòng ta. Nè 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 nè, đại muối nhị muối nè. Nắm tay đại muối nè. Coi chân chạy lạc đó. Coi chân trời đất ơi, chạy tầm thủy tầm quả. Đoạn xa ngâu hết coi chân lái ra. Thiệt tình mà. Coi chân lạc. Nắm tay lại làm ơn. Trời đất ơi, coi chân, coi chân, coi chân, coi chân lạc. Nắm tay đại muối. Ây da, để tạm chút coi. Ui, vẫn là Tiểu Ngọc lợi hại quá. Cái đám khỉ con này mới biết sợ. Ông mặt tròn tay mềm. Đám gái đừng như lãng hiếp ông chạy tứ tung. Con à, chờ con lớn lên một chút, có khí tương dương, như vậy cha sẽ rạng danh đó. Còn có đứa này nữa. Nè đại muối, nắm tay nhị muối đừng có chạy loạn. Có thể lên đường chưa? Đã tới giờ rồi, mình phải đi đó. Nè, mau lên, bắt người ta chờ không hay. Dạ, tới ngay. Lương tử cẩn thận. Cẩn thận, từ từ. Mẹ à, mình ăn mặc như vậy đi chúc mừng biểu huynh đệ, có được không vậy? Hay là quá khoa trương? Phải. Có lo việc đi mặt mũi của chủ nhân, chừng đó thiệt ái ngại. Không đâu, cả thành Trường An đều biết tinh thần nhà đình của mình. Đoàn kết đồng tâm, ăn mặc như nhau, đi ra đường không bị mất mặt chen. Từ nay mua giải bài áo mai một kiểu sáu cái, thiệt cho linh đình khiến người hâm mộ. Dễ thương không nè, càng lớn càng giống nương tử đó. Chúc thọ phải tận đào già khó già, để mãi con già mới dưỡng già. Dám kịp thất hiệu của đời ngày 24 càng đáng nhiệt hơn là dám kịp nhiều năm xưa nữa. Thiệt là náo nhiệt. Đào thọ vàng nói lên thọ sánh với trời, thùng cơm vàng nói lên hốt bạc đầy mâm, người khách đều thích đều tốt lành. Còn đứng đó tán dốc, lễ thất tịch hãy tới miếu hội cho náo nhiệt. Ừ. Đa phúc đa thọ đang chờ mình, đừng có đi trễ. Con có biết lần đầu tiên cha mẹ gặp nhau ở tại hội thất tịch hay không? Vậy sao? Chuyện thế nào? Là ông trời dẫn đường, phụ mẫu gặp nhau thất tịch ở trước miếu Nguyệt Lão, chơi đố đèn truyền tình ý. Cha thì tài hoa tràn trề, mẹ trong lòng mừng rỡ thì chèo ghe trên hồ, thề non hẹn biển. Trước khi từ biệt, ta ngâm một bài thơ: Quân đương tác bàn thạch, thiếp đương tác bộ quy, bộ quy dài như tơ, bàn thạch không chuyển dời. Không ngờ chuyện tình yêu chuồn chuồn chúng ta sau khi được truyền tụng đã thịnh hành nhất thời. Bấy lâu mà không suy, đúng thật là chung tình. Miêu Nhan, chuồn chuồn giấy của ta chụp được trước mà. Vậy ta tặng cho bé. Có phần thích người, xin lấy chuồn chuồn giấy làm chứng. Con ngoan, đi mau. Dạ, thưa mẹ. Đời này chúng ta coi như đã liên hệ, ta sẽ kiếm lại người. Tuồng ca hát để khánh mừng, cùng nhau kéo tới để gặp mặt. Thiệt hớn hở nắm tay nhau, con cháu nội tổ, nhà tự hô hô. Hề
ơn, cảm ơn. Ngoan, ngoan. Dạ, cảm ơn. Phỉ thúy trân châu cũng không bằng hoàng ngọc ở trên tay này. Núi vàng mỏ bạc cũng không có bằng già trẻ bình an. Lời đẹp quyên thế của Đa Lộc là linh ứng nhất. Chuồng chuồng thất tịch thêm hỷ khánh. Chúng ta nhân mã tráng cường có gái thành sông. Bào ngư ổ yến thiệt không bằng mỗi ngày được yên. Cẩm y trăng nồng không bằng cơm trắng đầy mâm. Từ trúc thiệt lạc cũng không bằng trì túc thường lạc. Quảng lộ thanh thang cũng không bằng thê hiền tử hiếu. Giao trì tiên nữ cũng không bằng gió xuân đầy mặt. Chuồng chuồng bay tới truyền tâm ý, mỗi nhà quan hỷ người đắc ý. Tóm lại tinh thần của nhà họ Kim đã trở thành những lời nói rất lý lẽ. Có phải thiệt là ý nghĩa hay không? Vậy tinh thần nhà Kim vui lòng giúp người. Tinh thần nhà Kim vui lòng giúp người. Bỏ đặt gần xa đều được tụi tôi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.